Ở những thời khắc thế này, ta nhận ra bay không chỉ là để dịch chuyển, bay để thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương mà ta chưa từng biết, bay để mang yêu thương trở về. Bay đi xa để về lại thật gần. Cùng Vietnam Airlines mở ra những hy vọng mới trong mỗi hành trình. Mỗi một câu lạc bộ golf muốn hoạt động, duy trì và phát triển cần phải có một ban điều hành. Ở đó có chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký hay phó tổng thư ký. Mỗi chức danh khác nhau sẽ có từng nhiệm vụ cụ thể. Và golfer Hoàng Tiến Dũng, thành viên ban điều hành câu lạc bộ Golf Life Club GLC là một trong số đó. Anh luôn được ví như người anh cả của câu lạc bộ, người luôn thầm lặng đóng góp cho những thành công của câu lạc bộ suốt 15 năm qua. Golfer Hoàng Tiến Dũng đã có 26 năm bén duyên với golf. Anh chính là một trong những người chơi golf sớm nhất ở Việt Nam. Từ năm 1995, anh có cơ hội sang Úc và biết đến golf khi xem một số giải truyền hình trực tiếp trên TV. Thêm nữa, gần nơi anh ở cũng có một sân tập golf, từ đó đã khơi dậy sự tò mò và niềm đam mê trong anh đối với môn thể thao mới mẻ này. Tôi thì năm 95 tôi có cơ hội sang Úc mấy tháng, thì lúc đó thì các cái chương trình TV ở trên bên Úc ấy thì cũng đang có một cái giải rất lớn ở bên đó, thì bọn tôi cũng hay theo dõi và phát hiện ra đấy là cũng là một cái môn thể thao. Thế xong rồi gần ở chỗ thầy ở thì cũng có một cái sân tập, thì tôi cũng ra ngó thử và tham khảo ở đó, thì thấy là cái môn này nó cũng hay hay, thế là tôi thử. Thế là đấy là cái bước đầu tiên mà khi tôi tham gia vào cái biết về môn golf. Sau đó rồi về Việt Nam thì tôi cũng bắt đầu đi tập, nhưng mà khi đó ở Việt Nam thì ở Hà Nội thì cũng chỉ có khoảng độ 20-30 người chơi và phần lớn là quan chức chính phủ. Lúc đó là đang theo một cái chương trình hỗ trợ của bên Ericsson. Thì do vậy là cái bạn bè mà chơi golf thì lúc đó là chưa tìm được. Do vậy là ngay sau đó thì tôi cũng chưa chơi ngay golf. Mà đến năm 96 khi mà vào Sài Gòn công tác thì lúc đó là người Việt Nam ở trong đó chơi nhiều và bắt đầu tôi mới chơi golf là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm mới bắt đầu, ai cũng có những kỷ niệm của riêng mình. Với anh Dũng, đó là ao ước đánh được kết quả dưới 90 gậy sau mỗi vòng đấu. Và cái tên U90 ra đời từ đây. Trước khi chơi golf, anh cũng từng chơi khá nhiều môn thể thao khác và điều đó cũng giúp anh lợi thế chinh phục golf dễ dàng hơn. Và ước mơ có những vòng golf dưới 90 gậy của anh cũng nhanh chóng trở thành hiện thực. Thì môn golf thì nó cũng là một cái môn mà không phải đối kháng trực tiếp. Mọi người chơi thì nó sẽ theo cái khả năng của mình và nó phụ thuộc vào cái kỹ thuật của anh, và có thể một cái ngày nào đó thì anh đánh tốt và ngày nào đó thì anh không tốt lắm, thì mọi người đều phải cố gắng vượt qua chính mình. Thì những cái người mà chơi golf ấy thì dù trình độ có thấp hay cao, nhưng mà trong suốt các cuộc chơi của mình thì lúc nào đó họ đều có những cú đánh mà gọi là có thể coi là tuyệt vời, mà những cái golf thủ hàng đầu trên thế giới có khi ước mơ có những cú đánh như thế. Và chính cái điều đó nó làm cho cái người chơi golf luôn luôn là phải cố gắng vượt qua chính mình và cố gắng để đạt được những cái cú đánh tốt. Cái điều đó nó mới hấp dẫn cho người chơi golf. Chơi golf là để chinh phục, chiến thắng chính bản thân mình. Nhưng để golf lan tỏa và phát triển thì cần phải có những hội nhóm nơi những người có chung một sở thích, một niềm đam mê, gặp gỡ và chia sẻ tất cả những điều về golf. Ý thức sâu sắc được điều này, golfer Hoàng Tiến Dũng đã cùng những người bạn tâm huyết xây dựng nên câu lạc bộ GLC từ những ngày đầu tiên. Tôi thì có cái đam mê là tham gia các cái hoạt động cộng đồng, các hoạt động xã hội. Do vậy là khi mà mới bắt đầu chơi golf ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cũng tham gia vào câu lạc bộ Sài Gòn. Câu lạc bộ Sài Gòn đấy là tiền thân của Hiệp hội golf thành phố Hồ Chí Minh sau này. Thì thời gian đầu chơi thì sau đó thì các anh ấy thấy là mình cũng hăng hái nhiệt tình, thì các anh cũng đề nghị là làm tổng thư ký của câu lạc bộ, thì tôi cũng làm tổng thư ký câu lạc bộ đó ở Sài Gòn 2 năm và sau đó là chuyển ra Hà Nội. Chuyển ra Hà Nội thì lúc đó ở Hà Nội cũng có một câu lạc bộ golf Thăng Long. Đấy là câu lạc bộ mà của các doanh nhân Việt Nam và những
chuyên gia nước ngoài làm việc ở Hà Nội thì họ tham gia, thì tôi cũng vào nhập tham gia câu lạc bộ Thăng Long và làm tổng thư ký ở đấy mấy năm. Thì câu lạc bộ Thăng Long thì cũng đến khoảng độ năm 2006-2007 thì giải tán. Và đến năm 2007, một số thành viên cốt cán của diễn đàn Góp Việt Nam .net thì các bạn ấy cũng muốn là thành lập một cái câu lạc bộ để cho các thành viên mà thực sự chơi gôn là tham gia và để có thể lên sân để đánh gôn. Thì các bạn cũng có mời, và thì tôi thì được coi là cái người mà đã tham gia phong trào golf lúc đó là cũng tương đối kỳ cựu, nghĩa là cũng chục năm rồi. Thì các bạn cũng mời vào tham gia, thì tôi cũng xin là đăng ký là sẽ vào và sẽ làm cố vấn hỗ trợ cho các bạn ấy về phát triển câu lạc bộ, phát triển hội viên. Muốn tìm kiếm tất cả những người cùng chung sở thích với mình để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái cách chơi. Thế và mình muốn, bởi vì mình thấy cái môn này nó hay, thế nên là mình muốn là nó mọi người đều có thể đến với nó được thông qua những cái kinh nghiệm của anh em đã đi trước, thì từ đó nó góp phần phát triển cái môn golf của Việt Nam đây. Là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời của câu lạc bộ Golf Life Club, anh Hoàng Tiến Dũng đã cùng ban điều hành câu lạc bộ xây dựng các quy tắc cũng như chương trình hoạt động của câu lạc bộ. Một trong những điều mà câu lạc bộ GLC muốn xây dựng cho các thành viên của mình chính là văn hóa chơi gôn. Bởi với GLC, văn hóa chơi gôn chính là điều cốt lõi tạo nên sự bền vững của câu lạc bộ. Hay nói xa hơn là phát triển môn thể thao này. Ngay từ thời gian đầu thành lập câu lạc bộ ấy, thì câu lạc bộ GLC thì có một cái thuận lợi là chúng tôi là xuất phát điểm là từ golfvn.net. Nơi đó là những người mà đam mê gọi chơi golf và đam mê hiểu biết về golf. Có những người thì làm về golf, ví dụ như họ về xây dựng sân golf. Có những người thì bán thiết bị, có những người thì thực sự là chơi, có những người nghiên cứu về luật. Nên là đã rất là đa dạng. Và trong cái diễn đàn golfvn.net thì là mọi người đều trưởng thành về mặt hiểu biết về môn golf, hiểu biết về luật, hiểu biết về văn hóa, hiểu biết về kỹ thuật. Thì chúng tôi dựa vào đó để xây dựng cái bản sắc của GLC. Thì bản sắc của GLC có thể tóm tắt được trong hai điều. Thứ nhất là về kỹ thuật golf thì anh có thể học ở đâu cũng được. Thế nhưng mà anh phải có ý thức là học để nâng cao trình độ kỹ thuật. Và cái cốt lõi thứ hai mà của GLC là về khi tham gia chơi golf thì anh phải có hiểu biết về văn hóa của golf và hiểu biết về luật của golf. Đấy là những cái điểm cốt lõi của GLC. Sau gần 15 năm hoạt động, GLC đã đào tạo được 20 khóa. Hay nói vui là đã cho xuất chuồng 20 lứa với hơn 300 thành viên trải dài từ Bắc, Trung, Nam và ở nước ngoài. XC thực ra là viết tắt của xuất chuồng. Đó là một cái khái niệm mang tính chất là vừa vui nhưng mà nó cũng mang ý nghĩa đúng như là chúng tôi mong muốn. Đó là khi mà phát triển hội viên thì chúng tôi không phát triển ồ ạt. Mà chúng tôi khi mà vào gia nhập GLC thì trước hết anh phải chấp nhận cái văn hóa của GLC. Anh phải đạt được một cái trình độ nào đó để anh trở thành thành viên của GLC. Do vậy là chúng tôi tổ chức các cái khóa đào tạo cho hội viên mới. Thì các hội viên mới này có thể là người đã đánh, không phải là hoàn toàn mới bắt đầu chơi. Anh có thể chơi lâu rồi nhưng mà khi mà vào GLC thì anh phải qua khóa đào tạo này. Anh phải tạm coi là anh phải vượt qua kỳ thi về kỹ thuật và về luật và về văn hóa ứng xử trong golf. Thì đấy là các cái khóa đào tạo của chúng tôi. Và cái khóa đó chúng tôi gọi vui là xuất chuồng. Khi anh mà có thể xuất được chuồng rồi thì anh mới được gọi là một thành viên chính thức của GLC. Và lúc đó thì những thành viên đó thì thường khi mà đã vượt qua được cái bước thử thách đó rồi thì họ sẽ có hiểu được cái bản sắc của GLC và họ tuân thủ các cái quy định chung của câu lạc bộ và họ mang cái bản sắc của GLC đó đi lan tỏa cho các golfer khác. Khi mà tôi tham gia với GLC và tôi cũng tham gia nhiều khóa xuất chuồng thì cái xuất chuồng đấy mọi người không chỉ được giao lưu để biết cái trình độ handicap của mình mà còn là một dịp để mọi người học hỏi trao đổi về cái cách hành xử văn minh ở trên sân golf cũng như là hiểu được cái việc luật
và biết được là cái việc tôn trọng luật golf cũng như là cái cư xử văn minh trên sân golf là cái điều quan trọng. Thì mình đến với câu lạc bộ thì mình thấy là mình cảm giác ra là nó như một gia đình. Mọi người trong câu lạc bộ sống với nhau chan hòa như anh em trong nhà. Ngoài cái chuyện chơi golf, chia sẻ với nhau trong chơi golf thì gặp nhau để chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, công việc, rồi chuyện gia đình, chuyện con cái, giúp đỡ nhau, đóng góp cho nhau những ý kiến để cho cái cuộc sống nó càng ngày càng tốt đẹp hơn. Và về mặt cá nhân vợ chồng tôi, chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là với chúng tôi thì cái câu lạc bộ này nó sẽ là cái câu lạc bộ sẽ đi theo chúng tôi suốt, tôi sẽ đi theo cái câu lạc bộ này suốt. Tôi nghĩ cũng không phải là riêng vợ chồng tôi đâu, mà rất nhiều anh em, đại đa số thành viên GLC đều nghĩ như vậy. Bên cạnh việc đưa ra định hướng, chính sách đào tạo cho các hội viên mới tham gia câu lạc bộ, golfer Hoàng Tiến Dũng còn cùng ban lãnh đội câu lạc bộ tạo ra các game chơi mới với các thể thức thi đấu mới có tính cạnh tranh cao hơn, thách thức hơn, nhằm tăng sự cuốn hút của môn golf cũng như tạo sân chơi thú vị trong câu lạc bộ. Một trong số đó chính là giải golf GLC Team Cup. Thay vì tổ chức các giải đấu outing hoặc champion trong năm dành cho các thành viên câu lạc bộ, thi đấu đơn lẻ để tìm ra người chiến thắng, thì GLC Team Cup lại là giải đấu đồng đội giữa đội tuyển GLC miền Bắc North GLC và tuyển miền Nam Shaw GLC. Đây là một thể thức mới so với các golfer Việt Nam thời điểm những năm 2010. Thế nhưng, ngay sau khi áp dụng, giải đấu này đã tạo được sức hút mãnh liệt của các golfer hai miền lúc bấy giờ. GLC Team Cup thì thực ra là theo cái format của Ryder Cup, và Ryder Cup thì đã rất nổi tiếng rồi, ai nghe nói đến Ryder Cup thì giới chơi golf ai cũng biết. Thì tôi thì có kinh nghiệm là tổ chức cái giải này từ thời mà khi mà tôi còn ở trong câu lạc bộ Sài Gòn, thì lúc đó tôi đã tổ chức thi đấu giao lưu giữa miền Bắc với miền Nam từ năm cỡ khoảng độ 2001-2002 là giải cúp Bắc Nam đã được tổ chức từ thời đó. Thì khi mà tham gia GLC thì tôi cũng đưa cái format thi đấu đó vào câu lạc bộ, bởi vì đây là một cái đặc trưng của GLC ấy, là chúng tôi là có hội viên ở giải ở trong toàn Việt Nam và ở nước ngoài. Do vậy bên GLC thì chúng tôi phân ra làm hai khu vực là Bắc và Nam để thi đấu với nhau theo cái format của Team Cup. Như thế thì nó mang tính chất là vừa là cái văn hóa của GLC nó lan tỏa rộng ở trong nước, trong toàn quốc, và thứ hai nó vẫn mang tính chất đối kháng giữa miền Bắc và miền Nam. Như thế thì cái ý nghĩa thi đấu nó sẽ được nâng cao tốt hơn. Bên cạnh GLC Team Cup còn có những giải đấu lớn thường niên trong năm khác như là Khai Đao, khởi động một năm mới tốt đẹp, Dỗ Tổ Hùng Vương vào tháng 3 âm lịch, giải golf mang tính hướng về cội nguồn. Mùa hè có giải toàn quốc GLC National Championship và cuối năm có giải Gala GLC, giải đấu tổng kết những gì đã làm được trong năm cũ và đưa ra kế hoạch cho năm mới. Sau gần 30 năm chơi golf, có đến gần 15 năm đồng hành, gắn bó với câu lạc bộ GLC, golfer Hoàng Tiến Dũng luôn được coi là một người anh cả của câu lạc bộ. Không khua chiêng múa trống, mà anh luôn âm thầm lặng lẽ đóng góp cho các hoạt động của câu lạc bộ. Bởi với anh, golf là đam mê, là hơi thở, là sợi dây vô hình gắn kết con người với con người. Và đặc biệt, golf mang đến cho anh những người bạn mà anh luôn trân quý. Tôi đến môn golf thì tôi thấy là tôi có một cái được nhất là tôi có rất nhiều bạn. Nếu mà anh chơi một môn thể thao nào đó thì anh chỉ có bạn mà chơi tương đương đẳng cấp của anh thôi. Còn nếu mà anh chơi golf thì nó không phụ thuộc vào đẳng cấp trình độ của anh, mà trình độ lệch nhau anh vẫn có thể chơi được. Do vậy là cái cơ hội để mà mình được kết bạn với những người trình độ thấp, trình độ cao, những người có công việc này, có công việc khác, nghĩa là mọi người trong cái tầng lớp trong xã hội mình đều có thể kết bạn được. Thì do vậy là tôi thấy là cái thành công nhất của mình và cái mình hạnh phúc nhất khi mà chơi golf ấy, đấy là mình có rất nhiều bạn. Thật may mắn khi GLC có được một thành viên mẫn cán, luôn theo sát câu lạc bộ, đưa ra những gợi ý phù hợp để câu lạc bộ đổi mới và phát triển. Và anh, Hoàng Tiến Dũng, chắc chắn sẽ còn đồng hành với câu lạc bộ GLC. Anh vẫn sẽ là tấm gương, là người anh cả của câu lạc bộ.